bán cho cái lỗ tai heo, bỏ cái mỡ cho giùm. Chặt đi. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Chiều nay mình lại có mặt ở quầy heo quay của chị Kim Mai để quay một số hình ảnh về quầy heo quay của chị Kim Mai ở chợ Bình Tiên cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ mình và để xem những video tiếp theo nha các bạn. Thì đầu giờ thì những cái thịt heo cũng đang xếp ra, thì qua hậu Lily đang khai đâu đầu giờ. Một chút xíu nữa thì chị Mai cũng sẽ ra ha các bạn. Hôm nay giờ này mình thấy trời rất là mát mẻ. Đầu giờ thì những cái miếng heo quay đang được cắt nhỏ để mà bán bánh mì các bạn. Lúc này heo quay của chị Mai bán bánh mì rất là nhiều luôn. Ba thì đang xếp những cái phần đầu heo mới vừa xẻ ra, má heo, tai heo, lưỡi heo, mũi heo. Cái phần ba rọi đã được xếp ra rất là ngon. Nóng hỏi da giòn luôn các bạn. Hôm nay là chiều mùng 1 âm lịch nha các bạn, mùng 1 tháng 5. Giờ mình thấy thịt heo quay của chị Mai cũng đang ra rất là nhiều luôn, và khách vẫn đến nhiều để mua thịt và mua bánh mì heo quay. Ở phía trong thì anh bé Ba vẫn đang ra những cái đầu heo nha các bạn.
Thì giờ này thì mình thấy chị Mai đã ra tới đó các bạn. Trăm ngàn để nguyên ha anh. Cái này là ba rọi hả? Đồ vầy. Ba rọi. Bây giờ thì chị Mai đã thấy chỗ cho hoa hậu Lily chặt những miếng ba rọi rất là ngon. Số điện thoại để các bạn có thể ship hàng heo quay của chị Mai ở đây là 0909102772 nha các bạn. Còn cái chỉ đường và cái giá cả đó mình có chạy chữ trên video ha. Các bạn có thể xem trên video hoặc là các bạn xem trên cái phần mô tả video của mình đó, thì có về giá cả và có bản đồ định vị chỉ đường luôn nha các bạn. Khách hiện giờ đến rất là đông luôn các bạn, mặc dù hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 ngày chay đó các bạn, nhưng mà khách đến rất đông, xe đậu nó cũng hơi bị kẹt một chút tại chỗ này rất là hẹp. Thank you.
300. Khách hiện giờ đang rất là đông nha các bạn, bởi vì quầy của chị Mai bán thịt heo rất là đa dạng và buổi chiều bán rất là nhiều những cái mặt hàng nữa các bạn, và buổi sáng thì không có, như đầu heo hay là da heo. Và buổi chiều thì có đầu heo được xẻ ra rất nhiều phần, giống như là tai, mũi, lưỡi, má heo. Rồi có những cái da heo xá xíu, sườn non, sườn già, ba rọi, chân giò và đầy đủ hết các bạn. Và đặc biệt buổi chiều bán bánh mì thịt heo quay rất là nhiều luôn. Nhiều người xem lắm chị. Xem mới quay. Quay lên bán chứ. Không có đâu. Quay lên thấy chặt. Lời bóng này á. Tỏ xa xứ chẳng rồi. Không biết Việt Nam á. Chị ở đâu tới? Chị gần đây không? Chị gần đây không? Đúng rồi. Tôi ăn đi bán luôn. Ủa mẹ ba ở đó không ai? Chặt ăn, chặt con nữa. Tới 4 giờ thì bé Tiên ra bán phụ chị Mai nha các bạn. Ngày nào cũng vậy. Đầy đủ bộ tứ. 150 ngàn. 150 ngàn.
Rồi chặt đi. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về quầy heo quay của chị Kim Mai ở chợ Bình Tiên đó, trong một chiều buôn bán vào ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Mà bán cũng rất là đắt hàng nha các bạn. Về kim heo quay của chị Kim Mai thì ngày nào cũng vậy luôn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Các bạn hãy chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cũng biết. Và mình hẹn các bạn video sau nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Thank you.